Xin chào các bạn. Mời các bạn ngắm quay trở lại với video tiếp theo của mình. Bây giờ thì cái kênh này mình sẽ ra quay về đá nha. Cây viên đá này. Đây là những cái viên ruby. Đây là viên ruby thịt, không có sao. Những viên này màu rất là đẹp. Viên này nó mở tí được nó mà đẹp. Đây là buổi sáng, lau đi nha. Đây. Đó. Đó, này là chưa lau ạ, bây giờ là lau rồi. Viên này đang có giá là 40 củ. Còn viên này rẻ hơn. Đang bị hấp hơi buổi sáng. Viên này thì rẻ hơn. Viên này 15 củ. Vàng 10 nha. Trọng lượng đá bây giờ không nhớ. Không nhớ. Khoảng mười mấy cm ạ. Đây, còn cái này cũng vậy. Hai cái này bằng giá nhau. Đây là những viên đá tự nhiên nha. Tự nhiên 100% nha. Tự nhiên 100%. Có khóa cổ thì mày cứ để cái khóa mặt cổ bẻ mạnh khóa cái nào được. Mặt hết lớp khóa. Đây là xi xanh. Đây là viên xi xanh. Rất là đẹp. Wow. Bác nào có nhu cầu về đá thì có thể liên hệ với mình nha. Đây. Này, con gái anh mãi cũng mở được khóa xe. Hello. Oh, chào chị Tây. Đó, mấy khách Tây đang đến xem. Viên này rất là đẹp luôn này. Còn đây là những cái nhẫn nữ. Đây là một cây nhẫn nữ. Ba cái ở trên này đang có giá là 7 củ. Ba cái ở trên này. Còn ở dưới này dao động từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Tùy theo viên, tùy theo nhẫn. Ruby và Sapphire CC họ nhiều lắm. Ok, xin chào các bác.